đầu tôm chứa nhiều kim loại nặng không ăn được. Có đúng hay không? Và chuyên gia giải đáp thắc mắc chỉ ra hai bộ phận bẩn nhất của tôm nên bỏ ngay. Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan, Trung Quốc Gao Minmin mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình rằng mùa ăn lẩu dịp lễ Tết sắp đến. Những người thích ăn tôm chắc hẳn đang tìm kiếm những món ăn ngon ở khắp mọi nơi, nhưng liệu đầu tôm có ăn được không vẫn luôn là câu hỏi trong đầu của nhiều người. Ông cho biết, nếu tôm nuôi ở vùng nước có kim loại nặng cao sẽ tích tụ kim loại nặng ở phần đầu. Nhưng nếu có thể khẳng định hàm lượng kim loại nặng ở vùng nước nuôi an toàn và không vượt quá tiêu chuẩn thì phần đầu của tôm giàu vitamin A ăn lại bổ sung dưỡng chất này cho cơ thể. Đầu tôm có nhiều nội tạng gồm tim, dạ dày, gan, tụy và buồng trứng, tất cả tập trung ở phần đầu. Mang tôm nằm ở một bên đầu gần với phần miệng, mang tôm và ruột tôm là nơi lọc thức ăn và bài tiết của tôm, thông thường sẽ có các chất cặn bã. Sau khi tôm chết, vi khuẩn sẽ phát triển, mang tôm bị nhiễm trùng không ăn được. Túi dạ dày nằm phía trên đầu tôm được sử dụng để tiêu hóa thức ăn. Phần màu vàng bên trong đầu tôm là gan và tụy của tôm, được gọi là gạch tôm, không phải phân. Bầu nhụy của tôm cũng nằm trong đầu tôm, khi trưởng thành biến thành trứng tôm ăn được. Do đó, ông lưu ý rằng mang tôm là nơi tôm lọc thức ăn bẩn, ruột tôm, phần chỉ đen ở lưng tôm là nơi thải ra các chất cặn bã nên loại bỏ trước khi ăn. Mặc dù tôm rất giàu chất dinh dưỡng nhưng tránh ăn mang tôm và ruột tôm. Đối với đầu tôm, bạn có thể cân nhắc ăn nhưng nên hạn chế. Ông chỉ ra thêm rằng tôm thuộc về động vật giáp xác và là thực phẩm ít cholesterol, ít chất béo, giàu protein, 7-80% cholesterol do cơ thể con người sản xuất và thức ăn ảnh hưởng đến 2-30%. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu là chất béo bão hòa. Người bị mỡ máu cao nên nhớ giảm ăn chất béo bão hòa và thay thế bằng các loại hải sản ít chất béo như tôm. Ngoài ra, chuyên gia Gao Minmin cũng nhắc nhở rằng, mặc dù các loại tôm có nhiều lợi ích dinh dưỡng nhưng nếu bạn bị dị ứng với động vật giáp xác thì nên tránh ăn các thành phần liên quan. Những người mắc bệnh hen suyễn, bệnh gút, u xơ tử cung, cường giáp, tăng axit uric máu, viêm khớp, cao huyết áp không nên ăn tôm kẻo làm bệnh nặng thêm. Những người bị dị ứng với kháng sinh không nên ăn tôm, đặc biệt là đầu tôm. Giang Jin Chang, một chuyên gia về độc chất học tại Đài Bắc Trung Quốc, tin rằng nếu các trang trại đánh bắt tôm hoặc nông dân sử dụng kháng sinh nói chung, liều lượng không quá cao thì sẽ không gây ngộ độc cho con người. Tuy nhiên, với những người bị dị ứng với thuốc kháng sinh có thể sưng miệng, ngứa đỏ da và mắt nếu ăn phải đầu tôm. Cholesterol trong tôm thấp hơn trứng, người huyết áp cao không nên ăn gạch tôm. Nhắc đến đầu tôm, nhiều người nghĩ ngay đến vấn đề cholesterol. Phần lớn cholesterol trong hải sản phân bổ ở đầu, nhân và trứng như đầu tôm, gạch cua, trứng cá muối. Niemanting, chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan, Trung Quốc cho biết, tùy thuộc vào loại tôm mà mỗi đầu tôm chứa khoảng 8-13mg cholesterol, còn mỗi quả trứng chứa 250-293mg cholesterol. Ăn tôm sẽ gây ra cholesterol cao, ăn bao nhiêu tùy lượng, ăn càng nhiều thì càng dễ ăn nhiều cholesterol. Do đó, bệnh nhân tăng huyết áp không nên ăn gạch tôm. Theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Đài Loan, Trung Quốc, thì thịt tôm chứa 181mg cholesterol trên 100g tôm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.